Dạ rồi, mến chào anh chị đã quay trở lại với kênh Seru và phun thuốc hàng Nhật Bãi của em Tuyết nha. Thì hôm nay cửa hàng em Tuyết mới dọn xong con Seru này thì em lên cho anh chị xem và tham khảo ha. Con này là Seru bánh xích, vừa là bên than vừa là bên đổ và trọng tải nó là 700kg nha anh chị nha. Đó, và đặc biệt con này đi đầu máy dầu ha. Thì em sẽ không làm mất thời gian của anh chị, em sẽ vô chi tiết ha. Thì đầu video em đã test nổ chạy hoạt động ok hết rồi nha anh chị. Đó, thì em đã test cho anh chị xem rồi ha. Và bây giờ em sẽ vô chi tiết cho anh chị chiêm ngưỡng nó ha. Con này đi đầu gian ma máy dầu L60 nha anh chị nha. Vừa giật vừa đề ha. Công suất nó là 6 ngựa nha. Máy móc là nguyên zin nguyên bản luôn nha anh chị. Đó. Vừa giật vừa đề luôn ha. Ví dụ khi mà mình đang xài sử dụng mà bình hết á, thì mình có thể giật luôn ha. Rất là tiện lợi nha anh chị nha. Đây, đây là hai côn chuyển hướng của nó nha anh chị. Hai côn chuyển hướng ha. Đó, ga, con này mình đảo chiều bên nè. Con này côn chạy nha. Rất là dễ sử dụng nha anh chị nha. Đó, nó chỉ có vài chức năng vậy thôi, rất là dễ xài và sử dụng. Số con này là 3 tiếng một lùi nha anh chị nha. Đó, 3 tiếng một lùi. Tuy bên thì to đùng. Đó, cái này là bên nha anh chị nha. Đó, và mình đổi chiều bên là phía trên thôi. Nói chung con này là rin toàn bộ nha. Lô mỗi cái bình và nước sơn xanh thôi nha anh chị. Còn cái phần nước sơn đen là rin nguyên bản luôn ha. Đó, rin nguyên bản nha. Còn nước sơn xanh thì nói chung những cái con này bên đó họ hay chở bê tông thì nó không được đẹp, thì em để dặm tút lại màu xanh rồi nha. Hình thức thì em Tuyết có sao nói vậy thôi, cho nên anh chị xem và cảm thấy phù hợp với công việc của mình thì chốt ủng hộ em Tuyết nha. Đây, đặc biệt xích con này rất là đẹp nha anh chị nha. Đó, xích này mới 90% luôn nha anh chị, không hề răng nứt một cái chỗ nào hết ha. Đó, không hề răng nứt nha. Nói chung hình thức em quảng cáo thì sao thì khi về anh chị nhận hàng cũng y như vậy thôi. Sườn gầm nó nè, chắc chắn dày cu luôn anh chị. Đó, nó hơi dính bê tông rồi là nó hơi xấu chút đỉnh thôi ha. Đó, đặc biệt ti bên con này nè, khá là bự luôn, to lắm, em cầm không hết luôn ha. Rất là to nha. Đó, cái thanh sắt này nè, rất là bự. Và đặc biệt nó hai ti bên thì mình muốn bên như thế nào cũng được hết nha anh chị, rất dễ sử dụng ha. Đó, sàn gầm rất là chắc chắn luôn nha. Đó, nước sơn đen này là nguyên rin nha anh chị nha. Đó, không có giảm tút ha. Đó, ti bên trên này cũng to nè, bóng loáng nha. Thùng không một lũng gì đâu nha anh chị. Đó, thùng không một lũng mà cái sàn này nha. Cái sàn này là nó bằng gỗ nha anh chị. Đó, thì bên Nhật nó bằng gỗ thì nó về sao thì anh em để nguyên vậy luôn ha. Đó, chỉ dặm lại màu sơn thôi nha. Con này thùng 700kg mà nó thiết kế chở bê tông cho nên rất là gọn gàng nha anh chị. Thùng rất là gọn ha. Thùng con này ngang 1m, ngang 60. Ngang 70. Ngang 70, dài 1m nha anh chị. Đó, phía trên là gỗ nha. Đó, hình thức thì có sao em nói vậy ha. Và anh chị cảm thấy phù hợp với công việc mình thì chốt ủng hộ em Tuyết nha. Sườn gầm chắc chắn lắm luôn đó. Những con này về anh chị xài sử dụng thì biết bao giờ mới hư ha. Rất là đẹp nha. Những cái dòng bên than bên đổ này thì rất là hiếm ha. Anh chị xem kênh yêu thương em Tuyết thì nhớ cho em Tuyết một lúc đăng ký kênh nha anh chị, để theo dõi những cái video tiếp theo em đăng nha. Cảm thấy con này không phù hợp thì bên em rất là nhiều hàng ha, đủ thứ hàng thể loại hết á. Thì em sẽ từ từ lên video chi tiết để anh chị xem, thì anh chị cảm thấy phù hợp thì chốt ha. Anh chị quan tâm liên hệ số điện thoại em là 0835585879. Cửa hàng em là ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng nha. Đó, anh chị nào ở gần thì cứ đến trực tiếp cửa hàng xem, còn anh chị nào ở xa thì em ship toàn quốc luôn nha. Đó, một con Seru rất là chắc ha. Rất là chắc luôn. Đó, đầu video em cũng để tới chạy cho anh chị xem ha. Chạy rất là mạnh nhanh nha. Đó, rất là liền lạc và đẹp luôn. Rồi, mến chào anh chị nha. Hẹn gặp anh chị ở cái video tiếp theo. Chúc anh chị một cái buổi chiều thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha.